Chào anh em, như anh em đọc cái tiêu đề của video thì anh em cũng biết là video này thì mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ anh em cài Win 11 lên Sulfate qua USB một cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất nhá. Nhưng mà trước khi bắt đầu video thì anh em nhớ ấn giúp mình một like, một đăng ký nếu anh em thấy video này hữu ích nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái công cụ để có thể update được lên Windows 11 cho chiếc máy Surface. Thứ nhất, đó chính là một chiếc USB 3.0 là tốt nhất, 2.0 thì nó rất là chậm anh em nhé, và có bộ nhớ 8GB hoặc là 16GB thì là dư giả thoải mái nhất. Cái tiếp theo đó chính là down những cái công cụ phần mềm để anh em có thể cài được lên USB. Anh em vào giúp mình trang chủ của Microsoft, link mình sẽ để dưới phần mô tả anh em nhé. Kéo xuống dưới anh em sẽ thấy phần download Windows 11 Disk X-Max ISO. Anh em chọn giúp mình vào đây Windows 11 Multi Edition ISO, ấn vào download giúp mình. Đợi một lúc nó sẽ hiện ra đây một cái bảng, anh em chọn ngôn ngữ. Ở đây thì anh em chọn giúp mình tiếng Anh nhé. Rất nhiều ngôn ngữ nhưng mà cứ chuyện để im chọn tiếng Anh cho mình. Nó sẽ hiện ra Windows 11 64 bit và English. Anh em ấn vào download và chờ đợi thôi. Tốc độ mạng nhà anh em nhanh hay chậm nó sẽ ảnh hưởng đến với tốc độ download file nhá anh em nhá. Anh em đợi và ngồi uống một cốc cà phê chờ đợi thôi. Công cụ thứ hai mà em cần có đó chính là công cụ Rufus. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả luôn cho anh em. Khi mở link ra thì anh em sẽ thấy những cái hướng dẫn. Anh em kéo xuống dưới phần giữa ấy, anh em sẽ thấy download Rufus 3.17. Em ấn vào. Bước tiếp theo, anh em mở công cụ Rufus lên. Click vào file ISO Windows 11 và lấy download về. Đúng rồi. Ở đây thì những chiếc máy Surface nó đều có chuẩn TPM 2.0 và CQ Boot, anh em có thể chọn vào đây giúp mình. Còn với cả những chiếc máy khác không phải Surface thì anh em chọn dòng dưới nhá. Thì nó sẽ bỏ qua cái tiến trình bảo mật NoTPM và Low Security Boot. Ở đây thì MBR và GPT, anh em chọn GPT giúp mình. Phần Target Setting này nó sẽ là ghi là UEFI Non CMS CSM. Rồi, ở dưới này vẫn để nguyên LTFS và anh em ấn Start thôi. Ấn OK. Trước khi chúng ta cài Win 11 lên chiếc Surface này thì mình có một số cái lưu ý dành cho anh em. Anh em nhớ giúp mình là backup toàn bộ dữ liệu trước khi anh em cài Windows 11 cho chiếc máy Surface của anh em nhé. Anh em lưu ý điều đấy. Backup toàn bộ dữ liệu, tại vì cài Windows 11 qua USB nó sẽ xóa sạch ổ cứng của anh em. Sau khi phần mềm báo read đi thì chúng ta đã xong, chúng ta close phần mềm lại và ở đây chọn object để out cái USB ra anh em nhé. Anh em lưu ý cái phần này, rất nhiều anh em tháo phát bụp ra luôn và nó vẫn chưa cố kịp copy xong, thế là lỗi luôn USB. Vậy là mình đã hướng dẫn cho anh em cách tạo bộ boot USB Win 11 cho chiếc máy Surface của anh em. Mình sẽ làm một cái video khác để hướng dẫn anh em cách cắm vào chiếc Surface và cài đặt Windows 11 ở cái video sắp tới nhá. Anh em nhớ ấn like, đăng ký để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.